Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in minute 25. Water bottle. Water bottle. Tom đã dừng ở tham ST vì phụ vật chân nạc. Đặc biệt vị trình nào. Environment. Environment. Đặc biệt vị trình nào. Air pollution. Air pollution. Đặc biệt vị trình nào. Trust. Trust là pigeon noun. Governor, governor là pigeon noun. Electrical appliances. Electrical appliance mình học miền ST xong phải đặt trường ở pollution, pollution là pigeon noun. Tap, tap tạm bất học miền ST. Vì xe dịp vô chân là pigeon noun. President, president là pigeon noun. Chemical, chemical là pigeon noun. Chỉ nào destroy, destroy là cái chữ word. Hello everybody. Okay, now we learn chapter 9. Protect our planet. Unit 25. Clean our town. Không mê rên này cứ ô nâng ជាអំពីការប្រើលក្ខណ្ឌទី2វាជាយើងហៅថា second conditional នៅក្នុងមេរៀនខាងដែរគឺ talk about what student would do to clean their town if elected district governor តោះយើងតាមមកយើងមេរៀន Unit 25. Clean our town. Clean mình là sống ạt. Sống ạt tì krong rộ bỏ dưỡng. Visit anti-pollution idea. Cùng lật và trang năng phiếp áp ủ rộ bỏ visit. Look at the picture. Rồi lệ mơ rộ phiếp. Tell your partner, prapraikurbonne, what you can see, away the net I could. What's in the water, ta away no knong tuk. How did it get there, ta away the doll dino, ya, loj malik. Chen pon mơ rup kiếp nè, kiếp bậc phọt no knong tuk. Nhìn sầm ra mình ai chào lòng lòng kiếp nè, kẹp bì mà lúc hay nè chào lòng. Bạch tử rô ná cứ một đứa nhạc chào. Read visit class presentation án bọt bằng hàng nó thân nạc rồi bọt visit. Are visit idea good or bad? Ta cũng lật bỏ idea một. Ta cũng lật rồi bọt visit nữa. Lỡ rứ có mân lỡ. If I were the governor. Person khiong cứ chia governor. Governor nó cứ nhạc cực cồn. Đi ra cho vai á. Lại này cứ district governor. Mình lại cho vai sọc. If I were. Thì khi xe second conditional. Thì mình xe were hay. Khi xe were. Person khiong cứ chia cho vai sọc. District governor. I would make a lot of change in our district. Khyom nung thua ka phlak pro chi chran nou knong srok robos yeung. To help dambai chuoy with pollution. Dambai chuoy chimuoy nung phiep apu. And environment hay nâng parithan environment parithan. If I were elected bà sân khiêm trâu chọp chân out bỏ chân out chọp á chia governor chia cho bài sọc nâng I would instruct everyone nhóm nâng chùm rìa prap nẹ rọt khá nế to turn out đồng bay bật ba rô mê tật
Wow, nó khả năng đại đọc thông minh như bộ phục kỳ. As this would sell 100 liter of water per month. Nì, nâng chui sần sóng, sần cháy, sếu nó mình chui thằng cửa hết. Sếu nó cứ sần sóng, sần cháy chứ. Sần sóng, sần cháy tức 10 lít. Nó mà khải. For everyone, xâm rạp nè rõ kênh, who obeys the law, nè đa cổ rục cho bạc. Obey nâng cứ thua tam, cổ rục tam, cổ rục cho bạc. If I were given the job, và sân, cái nhóm, rô bàn kịp đo càng nghĩa ở nâng, I would tell everyone, cái nhóm nâng prap, nè rõ kênh, reuse, reuse nâng pra lăng mình. Hỏi pra, đọc tật, rồi bỏ bộ kỳ làm với chỉ riêng là thằng này. This would have with pollution. Nì. Nâng chui chỉ môi nâng phiếp áp ua. In the street nó tạm lâu. As dear. Nó khả nạ đai nâng miên. Đọc plastic tích. Tích phá phá cái chân ngay. Vẫn thấy cái cho mình chạy bị cầm rạp cho tích chân ngay á. Đọc. Đọc plastic cứ miên tích chọn là tích món á. Nó có nông thông xâm rạm. Nó có nông chia xâm rạm. Trắng nó cứ xâm rạm. Nhưng bỏ ra chia xâm rạm á. Đọc plastic tích chắc chia xâm rạm nâng. Ý nếu như bỏ ra chia. Thông ra ý nếu như bỏ ra nông. If I were in control, be control nó cực cực. Và sân khi ông cực cực thì cực I would make khi ông nâng thua cho bập rồi bảo vệ nâng đại lỗi nẹ rõ nha trâu tại chi cống nó không thì cực in town. This would help with air pollution. Nì nâng chui. Nì nâng chui chỉ môi nâng phiếp áp ố hai nâng phơ bạ giá cắt đó là ham nó ở vì lo chừng nặng vì healthy vì mình sốc việc lo chừng nặng. If I were in charge, be in charge nó cứ tự khó trâu. Bà sân khi ông tự khó trâu. I would encourage khi ông nâng encourage nó cứ chùm rừng lực tự chất. Everyone nè rõ thân nế to switch off nằm mấy bật lưng hai nâng cường akisni. Whenever nó bê na cả đói đã phụ kế chạy tranh bị vận tục. This would sell on energy. Ní nâng chui sẵn sông tham một bốn hai nâng chui chỉ mùi nâng phiếp áp ua đã bần là ói mà sân nó không tìm cổng. Trong dưới tha bà sân dương tuần nào mà nay dương bật lương bật ấy thôi. Mà sân nó có việc mình sâu phân khăn đây nha. Thì họ mê nẹp phá. Chân bốn ai mơ xa lắng quýnh mà sân đập một bàn. Match the picture to the word and phrases in the box. Cô con rụt hiếp tàu nâng biệt. Hai nâng clear nâng nông bảo ọc. Tạc bốn sắp. Listen, check and repeat. One, governor, pollution. Pollution, phiếp áp ua, environment, bản tháng, tap, romane tức, water bottle, đọc tức, trắc xâm rám, air pollution, phiếp áp ua, bản giá cả. Electrical appliances, cường, pra akisni. Ní cư, rụp hiếp, ní cư, ôn mớ nhiệt đọc, tức, sai, xâm rám. Còn ai cúp con thì mới đang bàn thế. Listen, check and repeat. Read again, mark the sentences and write them in your notebook. If I were the governor. Chân bồn ảnh mơ ạc bọt càng lớn nè hai một cục cồng á gửi cho cái này. Look at the three underlying sentences in visit
presentation, complete the rule with the word in the box, write them in your notebook. Create mail, reyoke, the cool and thought with crown by them. Nó có nông ca bọt bằng hai như là bọt vì sợ bông bênh của bọn cho bắp chỉ mùi nóng bịa. Nó có nông ọp hai sử dây phụ viên nó có nông nốt bút của bọt nhạc. We use the second conditional dương pra lạ khăn tì phì to describe đầm bay bò ràng nế hàn là phiếp imaginary situation. Mình này thà sản phẩm nâng kia sản phẩm nâng vì ọt bật đề thì là unread condition. Nếu bên này dân pra lại khăn tí phí ở quay đầy dân thì dễ cứ xuất tay chỉ ọt bật còn đại chỉ cả sụn bẩn sản phẩm nâng. In if condition clause và sân nó có nông ở lúc bây giờ condition we use dân pra past simple. Dương pra past simple. In the result clause, nó có nông ở lúc bây giờ result là thật khó nó. Dương pra would rưu cơ dương pra post được đi nè. Chân rút môn này ca pra ca lẹ mẹn ca lấy cư lẹ khăn tí phí cư dương pra sập chích bộ nâng vút hay kê sập thòm trà và sân yêu khó cứ yêu hóa cứ cái này nó cứ do chìa ở tay tất cả và sân thuộc bì ấy cứ dân do chìa ở tay tất cả cái ạ pra vơ hết cứ cái pra vơ đó. Read again and answer the question and đoàn tiết hai nâng trả lời xong luôn. Write the answer in your notebook. So say chấm lái nó nóng notebook robot nè. A. What would Pisset do if he were the district governor? Ta Pisset nâng thua ấy. Bà sân quạt cư chia cho vài sọc. Answer chấm lái. He would make a lot of change. Quạt nâng thừa ở miền ca lạc đồ chỉ tráng nó không tì cọng rồi bao giờ đồng bày chuối chỉ môi nâng phiếp áp úa hay nâng bà địch hạn. B. What would Pisset do? Ta Pisset nâng thừa ấy bà sân quạt chọp cho nó chia cho vài sọc nâng. What would Pisset do? Ta Pisset thừa ấy bà sân quạt trò bàn bà đo càng nghĩa. What would Pisset do? Ta Pisset nâng thua ấy bà sân bà quạt cực cồng tì cồng. What would Pisset do? Ta Pisset nâng thua ấy bà sân bà quạt tụ tụ khó trào. Chân chùm lại viết ôn ảnh mơ ảnh bọt thằng lớn ấy thì chùm lại viết nâng nâng thằng ọ. Listen and check your answer. Use the second conditional pra lẽ khăn tì phì đâm bay sổ xê pram rì dô ẩm phì vầy vầy đà nẹ nâng thuớ vò sân mà nẹ chia cho vài sọc. Example. If I were the district governor bà sân khiêm chia cho vài sọc. District governor. I would ask everyone khiêm nâng xông nâng nẹ rõ thân hía dọc xùm ràm rõ bác phụ kê tộc tèo huyền. I would tell khiêm nâng prang. I would change khiêm nâng plop đồ. I would make khiêm nâng thừa. Discuss your answer vì việc xá chùm lái rõ bọt nẹ with your partner chỉ môi nâng đại cụ. What would you do ta nẹ nâng thừa ấy if bà sân mà nẹ chia cho vài sọc. If I were the district governor, bà sân khiêm chia cho vài sọc, I would khiêm nâng. Arnie anti-pollution idea, cùng lật trang phiếp áp úa rồi bọc Arnie. Look at the pictures, what can you see? Ta nè ai khơi như vậy khá? What
cause the pollution. Ta vậy mà nào ở miền phiệp áp vụ. What can we do? Ta dương ai vừa vậy đã bây mình chốc nâu bệnh ca này bạn. Happening, happening nâng cư bệnh ca. Read the story and rướng. Would you like Arnie to be the district governor? Ta nè chăng ai Arnie khai chia cho bài sọc tế. Would you like nâng chăng ta nè chăng ai Arnie khai chia cho bài sọc tế. Nhi kia chưa xùm đây rồi bà Arnie và sân quạt khai chia cho bài sọc. Ôn chua là Arnie nâng kia chưa nằm ná thì xa ra cả cao vậy đó. Ở với chung hòa vòng. I would make a lot of change. Nhóm nâng thú ai miên ca pháp đôi chỉ tràn. Đồng bây mình chúc nó khiếp áp của bọn nâng. Destroy. Đôi bông plan destroy. Đôi bông plan. Our environment. Bạn đã thán nó bao giờ. If I were the district governor. Bà sân nhóm cư chi áp hi ba sọc. Này, cho vai sọc. I would make everyone khiom nung thuoi nea rol khnia pra thấm granat close back. If I were in charge, bin charge ngư tự tu khó trâu. Ba sân khiom tự tu khó trâu. This would reduce ni nâng cắt bần thoi chùm luôn. Bạn ơi mang thấm plastic chi chán nơ krong bạc thàn. Which can kill birds that are xâm lập bạc xa bạc xây nó không chùm luôn muối nơi được biếp chỉ tràn chẳng là muối chùm luôn nơi được biếp chỉ tràn năng chẳng là nó không được biếp muối chùm luôn a number of nó cứ muối chùm luôn. I would create new park khi ông nâng bằng ca xuân cho ba thamay thamay if bà sân khi ông tụi bình đất nó không tì cỡ. This would help to restore. Nên nâng chui. Restore nâng cứ đà lăng vinh. Đà lăng vinh nâu bà rì than hò mì chít rô bà dê. And Gilbert hai nâng bà đà lòi nâu bà xa bà xây tì cần lại mối đầm bay rút nâu. I would ban khiom nâng hàm quát cương kì mì để trò bàn bà rì cạn xuy cỏ. If bà xân khiom trò bàn kì bà đà càng nghị ơi thì cho bà xa rọc nâng. This would help to protect nih nâng chui ca phía habitat, natural habitat lùm nâu than tam thòm chết ở bờ dưỡng. And stop hãy nâng mình chúc bạ xa bạ xây bí bông pol. I would ban khiom nâng ham khuất lan hãy nâng một tổ bạ sân khiom chọc chân ọc. This ban tiếng nih ham khuất nâng chụp bình chụp nâu phép áp ua bà rìa cả. And have hai nâng chui thua ai bà rì than dưới nâng xa chương nâng xâm rộng nẹ rọt nì. Chương bờ sân bồ ôn xa đạp bát bát bồn ai mơ xa lăng vấn. Read again and mà đoàn tiết. Make the sentences hù con bà dốt bẹt cảnh đàn. Write the sentences so xế bà dốt in trên notebook nốt nốt notebook robot nè. 1. I would make a lot of change to stop pollution. Nhưng nâng thuơ ở miền ca plak đồ chỉ chán đầm bay bình chúc nâng phiếp áp ủ destroy đôi bông plank và để than ở bao giờ. 2. I would make everyone use cloth bag. Nhưng nâng thuơ ở nhà rồi nha pra thắng ra nạc cloth, dương là ăn cloth hay cứ cloth. I would create new park. Nhóm nâng bằng cách nâu xuân cho ba thamay thamay. 4. I would ban the chemical used by farmer. Nhóm nâng ham khuất đồ cương kimi thường ốc để trao ban pra đòi cả sĩ cỏ. 5. I would ban car and motorbike. Nhóm nâng ham khuất lán hay nâng mô tô. Nhưng cái này nè. Thì rốt ăn tập bọt bốn ai cụ cô má bốn mươi ăn tập bọt nó ngất đăng à. Read the rule for the second conditional.
An khubun sum rap lek khan ti 2 rule. If we use the result clause first, bơ sân bơ jeung prơ anuvyog result dambong, we don't use a comma. Jeung mun prơ comma te. Chăng bơ sân jeung prơ if clause no mok ni. Result clause, mên if clause bơ sân jeung prơ result clause no mok ni, mên là jeung ot prơ comma te. No comma. We use comma. Jeung prơ comma between no chnlo anuvyog. Bà sân dân pra yêu khó nâng cư một nì rì xào khó. I would ban people from cutting down tree. Hiếm nâng ham khuất mù mù nìa bì ca cắt đào chơi. Chẳng ạch pra khám mai. If I were the district governor. Dương bèn thả lại nâng đã nói chẳng thả kẹo ạch pra khám mai. If I were the district governor, I would ban people from cutting down trees. Chúng con thời trăm tha rụp biệp tùm rung này lẹ khăn tì phí cứ sập chích. If I sập chích, tùm rung kê sắp ở tay đại cả. Bà xuân thu bí cứ dân dô vờ. Bà kê sắp xem xe thích dô chìa tay đại cả. Mó, cái này dân khăm mà, hơi dân pra sập chích hết pra vụt mòn. Vụt hai dương pra kê sắp tùm rung thông ra infinitive. Kheo tạm biệt infinitive hoa. Dương ai đi dây bị chạc ní dương đã ní môn của bạn. Yêu khó khỏi của bạn. Còn thế bởi sân dương pra yêu môn. Cứ dương pra khám mạ. Bởi sân dương yêu khói. Từ chết dương ở pra khám mạ thì. Read again. Find the second conditional sentence. And rewrite them with if condition clause first, write them in journal book, and remember to use a comma. If condition result, yeah. If I were the district governor, I would make a lot of change to stop pollution destroying our environment. Chúng tôi mời nó khẳng lơ vì như mốt ôn ai cho mọi xe là như bạn. Look at the question. Discuss with your partner. Try and use both forms of the second conditional in your answer. Relay mơ sống lúa. Vì phía xa chỉ mùi nâng đại cụ đồ bọn nét. Chỉ dìm hai nâng prá tùm rộng bì. Này lạ khăn tì bí. Nực nâng chùm lái đồ bọn nét. What would you do? Ta nét nâng thua vậy. Bà sân. One. Là ta nè nâng thua ấy, bà sân mà nè khơi mà nụ chùm lại nè tạm lâu. Ta nè nâng thua ấy, bà sân mà nè khơi lời mà thông. A bag of money. Lời mà thông, nó không cần lại chọt làm. Ta nè nâng thua ấy, bà sân mà nè khơi mang khỉ xóa mùi, nè cầu kre rồi bà nè. Ta nè nâng thua ấy, bà sân mà nè khơi rồi trên đất vào đấy. Tinh, nụm bán nào hàng. Ta nè nâng thua ấy, bà sân mà nè, bà sân là nà mà nè, xong mà nè, chô ruộng, nó khăn nóng, TV show, mà nè cầm bị thi tù tù á. Ta nè thua mạch, bà sân kia ỏi tàu, chô ruộng, thẻ phạt in, nâng cứ chô ruộng, thẻ phạt in. Ta nè nâng thua ấy, bà sân bòm ôn dì đồn môi bà nè, xong ruộng nâu khăn nóng bật tục kê nhờ bà nè. Ta nè nâng thua ấy, bà sân mà nè rò rạc nếm mình chô chất. Sống ở nẹ nó ngạc chụp. Ổn nẹ nó ngạc chụp. Ta nẹ nó thua ấy bà sân bà nẹ khơi buộc nó cớm tọc nó xa lá rồi bà nẹ. Ní cứ chơi xùm lúa lẹ khăn tì bì. Chắc bà sân dương chá lái gửi dương chá lái chơi lẹ khăn ạ lẹ khăn tì bì đại. Bố kê xuôi chẳng nhìn tổ chá lái chẳng đại. Example student A. What would you do? Ta nè nâng thua ấy bà sân mà nè khơi mà nụ chùm lái nè tam lâu. Ta nè, nè student bìa. Bà sân khi nhóm khơi mà nụ chùm lái nè tam lâu khi nhóm nâng ấy. Khi nhóm nâng ấy bà sân mà khi nhóm khơi mà nụ chùm lái nè tam lâu. Chẳng bộ này nè dây if clock nâng cả bán dương pra result clock khỏi cả bán. Rứa cả dương do result mà đạm mô cả bán dương pra if clock nó khỏi các bạn. Học nghề trong thao và sân nhưng pra if muốn
là nếu dương comma chúng ta vừa dương if khói dương ra comma thì còn chấm running for district governor running rot rip chom chat chai ni rot ka thua chi chuvai srok fill out bom peng pie som samrap ka ngi chi chuvai srok write the application so se tumrong pie som ka ngi no knong notebook robas neak application for district governor complete application with your idea bom peng tumrong pie som chi muoy nang kamlat robas neak to lơ away dai neak nang thua ba san ba neak chop chnaot text ponda if I were elected ba san khnyom chop chnaot khnyom nang increase mira dam lang ponda to lơ ai ke pi pru ai ke khnyom nang reduce kat bon thoy ponda no lơ ai nok ni nang ai spending kai chamnai ba san khnyom chia chi vai srok kat bon top na khnyom nang chamnai loi chi chran to lơ ai nó về đại ni lần miền này tháng một đi chỉ trán lần ấy kể nhưng lần cắt bằng thoi lời môi chùm luôn rồi coi chùm luôn lời chùm lái từ lời ấy kể vì pro ấy education cao bổng bà sân khi ông trâu ban vào ca nghe nó khi ông lần ấy kể sau cuộc việc bà sân khi ông tự tu khỏi trâu và bị in chạm nó tự tu khỏi trâu khi ông lần ấy kể job and unemployment ca nghĩa hay là nẹ khuyên ca nghĩa thừa unemployment nẹ khuyên ca nghĩa thừa bà sân khi ông chia cho vai sọc khi ông năng ấy in order to đồng bay bằng ca nâu ca nghĩa tràn tham tiệp khi ông năng ấy the law cho bạc bà sân khi ông tự tu khó trâu khi ông năng ấy other idea cũng rất là tay tiệt look at the TV reporter question lệnh mớ xung lúa rồi bỏ nẹ rê cá tam tù là tù xung rạp hiền use the word pra biệt nó có nông bracket nó có nông vô ngạch chọ đồng bày bằng bênh xung lúa hai nông sử xe bộ vía nó có nông notebook rồi bỏ nẹ chẳng bốn mơ if you were elected bà sân bà nẹ trâu ban kê bỏ chân nào ở chọp nữa ta nẹ nâng thua ấy ông bì rương bồn đà bà sân bà nẹ tờ bàn bà chân nọt vột nó như thèm ý đi mất á à, thèm đi mất này kì xê chỉ phát xíu lại nâng á how would you deal deal with những đọc sài ta nên đọc sài chỉ môi nâng cai chùm nai dòng mạch if you were given nhưng thèm ăn mất gíu thèm ăn mùi tiết mất thông tỷ bày với given the job how would you improve education ta nè nâng improve nó cao trong những mạch đại đi if you were bà sân bà nè place in charge nó không có lại để thu phát trao nâng ạ what would you do ta nè nâng thua ấy ông bí rương sốc hiệp if the government bà sân rất thà vị bà sân rất thà vị bà gheo gheo thì chưa gheo á gave you the job how would you create ta nè nâng bằng ca ca nghe ở tràn tham tiền nâng dạng mạch if you receive bà sân nè tự tuôn ca bà chân nọt cổ quán what new law ta chụp bập thông mây ở quay để nè nâng bằng hai would you introduce bà sân bồn là bà toán bồn ai mơ lục lù sát thông mây á look at hiếng answer cử lệ mơ chùm lại rồi bảo hiếng use the word in bracket to complete the sentences and write them in your notebook if I were elected bà sân khi nhóm trở bàn kê bỏ chân nào nói chọc nâng ạ I would rest khi nhóm nâng promote rest nâng promote bôn đá nằm bày chui nẹ cỏ to help the poor poor nó cứ quân niệm để dân đặt đỡ tất xâm nào tới lời một nốt tu tàu nghĩa là được phù nẹt cỏ bà sân khi nhom cho cho nó khi nhom nâng chùm này thì I would spend more money on saving the environment if I were given the job I would
build more school and provide more training for teacher. Đó là cam, đó là đó xong rạp cụ chế chán thành tiền. Đó là cam, đó là đó xong rạp cụ mình thả chứa được cụ. Bởi sân khi nhóm, nó không cần lại tôi có trao nữa ngay. I would build free hospital for the poor. Mình là mình sang xong một tí vệ ất cực lấy xong rạp chân cây cỏ. If the government personal time about gave me the job, I would make sure that everyone had a good job. If I receive khi xe chia tài cả liên thêm đi mà. If I receive enough food, bởi sân khi ông tựa bàn cả bọc nọt cực cực, I would make it illegal to cut down tree. Mình này thà khi ông thua ở vì sọt bắp là mấy cắt mình sọt bắp illegal là mình sọt bắp là mấy cắt đang chưa chọc. Mình này thà là mấy cắt một line pressure khóc cho bắp á. Cả cho bắp nâng chúng nó không nông mê rin ní ôn dấu lắm chẳng ẩm phí ca pra pra à vậy tao dừng hào ra second conditional tao dừng pra second conditional nằm bay vậy chẳng dừng pra second conditional cứ mê rin tha nằm bay mình chạy phí kia hào ta imaginary situation rứa cơ dừng hào ta unreal conditional chẳng ở vay vay đại dương thì dễ với hạn đôi chia mình vật thể bờ sân khi ông chỉ nhẹ chẳng vì mình ai tha khi nhóm lưng tôi chỉ nhẹ cao tệ chẳng vì sao ta chỉ rưỡng vật đất trong bao giờ mày tại bọn nó bà xung ở con của một thằng ở nghĩa để bàn mơ video rú bị đá một đặc trọng video nó cứ bằng cả láng xung rạp chui bọn bố để riêng sau nó sẽ lá hai bọn này dọn một mơ làm vinh về ná có bạn. Và đó con phố bôn xa chết mấy chúng mình liếc phố bôn tình ọc nìa. Goodbye.